dưới bản đồ đầu tiên đến từ vị trí của Lovis, chính xác hơn. War Elephant đang muốn tấn công con rồng, một tình huống ràng buộc chính xác, những người bị dồn sát thương lại là Yugen. Yugen bị găm thiêu đốt, Yugen bị hạ gục, mà hạ gục dành cho bên phía của Lovis. Một tình huống bắt rất tốt và sát thương chủ lực của đối phương. Nhưng đây sẽ là tình huống phản công, không chính xác hơn là combo đại địa chấn cũng như siêu hùng giáng thế kết hợp với nhau là quá tốt cho pha giao tranh này. Lovis vẫn đang thi đấu rất hay với con bài Javan và đúng với những gì nó cần làm được, cắt đôi đường dưới Elysian Minaka. Có được bạn hạ gục của AA đến hai stack trụ dành một tình huống tốc biến lao lên sử dụng chiêu cuối chính xác và cũng trả ngược lại một tình huống công ánh sáng, và đây là cầu vồng tối thượng, nó không đủ sát thương. Lovis cũng đó là Elysian bốn tay gì vậy, để chưa phá có mạng hạ gục 4-0 dành cho War Elephant. Đây sẽ là hai người chơi phòng ngự đợt tấn công này, một tình huống hôn gió chính xác nhưng lần cầu tuyết vẫn trúng hai người, thảm lửa lao lên sử dụng súng nguyên thần và xả sát thương vào người của đó là Minaka. Minaka một lực giáp được tạo ra đến từ vị trí của Gambling. Gambling đến khiêu khích được xạ thủ của đối phương và 7-1 về mạng hạ gục. War Elephant đang hủy diệt đội hình của Gris. Muốn đánh trong pha giao tranh này, AA là người đi trước, quả cầu tuyết đang là rất to. Elysian chưa bị hất tung, tối quay ngược trở lại cầu sấm, quá nhiều sát thương và đây là siêu dạng thế. Lawit chưa bị hạ gục, Lawit có mạng hạ gục và bây giờ thanh kiếm điện phong bắt đầu băng vào combo đến từ vị trí của Helger. Helger đang truy đuổi các mục tiêu yêu máu, Elysian là người bị hạ gục. Helger có triple kill và bên phía War Elephant mất 3 người, trong khi đó Gris Garrett chỉ mất 1 mà thôi. Họ sẽ có quyền kiểm soát ngược lại con rồng này. Lính tiến vào trụ đường trên sẽ có dành cho Green Sky Reddit. Ray Ray một mình chấp hai, thông cối đang bị tấn công, bị khiêu khích, ngông ngô ngưng động. Ray Ray tạm thời còn sống sót, hôn gió còn hay không? Vì hồ còn, hôn gió chưa. Ray Ray cố gắng phản công, cầu kéo được rất nhiều thời gian. Minaka mất đồng hồ ngưng động, AA đến báo thù cho người đồng đội của mình, chắn lượng sát thương. Gambling đang cố gắng cứu cho Minaka, Minaka thấm thoát rồi. Gambling quay ngược trở lại với siêu thắng thế, cuối cùng mạng hạ gục thuộc về bên phía Juken. Tiếp tục là những tình huống tấn công, thanh kiếm bên phòng đó là một tình huống đồng kiếm chính xác và làm choán rất hay đến từ vị trí của Helger và gỡ lại thêm hai mạng hạ gục. Và thực vẫn ra chưa là bị đang giữ sai để cho God có thể để lẻ, nhưng God đang bị bắt vào dính ràng buộc rồi, dính khoa ánh sáng nữa và lượng God bị hạ gục rất nhanh chóng. Mặc dù là 3-3 nhưng hai thành viên kia không thể tham gia giao tranh trong pha thi đấu. Tiếp tục là một tình huống ba dậm đại địa chấn khiêu khích hai người. Gambling có tình huống combo cực tốt để lấy được mạng hạ gục của Juken. AA quyết định ở lại vì đây là Ray Ray đã tới, thảm lửa căng ngang và có súng máy. Ray Ray có mạng hạ gục, Elysian có thể là mạng hạ gục tiếp theo, nhưng đây có một người đang sống sót đang cố gắng vùng vẫy, đó là Lawis. Mất 3 trong một tình huống chủ động bắt đến từ bên phía của War Elephant. Một con rồng đội hình mà đánh có thể quá sớm, nhưng khi họ cộng hưởng với nhau hiện tại đang rất lợi thế. Con Baron được ăn rất nhanh thuộc về bên phía của Green Sky Elite. Sau đó là một tiếng trả ngược sát thương rất hay, Lawis bắt đầu lao vào, Yugen là người thấp máu, Yugen sống sót, Ray Ray thoát qua phía bên kia, còn sót lại một mình Helger. Helger quyết định quay ngược trở lại với tình tiết cấp phòng, Helger cân 4, Sid có double kill dành cho Helger, hơi đáng tiếc nhưng không sao, việc ở lại của cô ấy cũng là rất hay rồi. Ray Ray muốn gỡ lại nhưng mà hạ gục, Gia cũng thế, tốc biến lao lên khóa ánh sáng, chính xác, và Lawis là người phải nằm, Ray Ray bọc sau, Gambling phải sử dụng tất cả chiêu thức để thoát đi, biến thoát đi vẫn còn, đó là lần cầu tuyết trong truyền thuyết, ép được thành công đối phương và bắt được cả Elysian. Lawis phải đi theo người đồng đội của mình. Elysian đang không đứng tốt trong pha giao tranh này. Lính bắt đầu tiến vào, một đơn lính được phòng ngự thành công, lính đứng giữa vẫn còn quyết định quay ngược trở ra đến từ vị trí của Godson, đã bị dồn sát thương, sau đó bị kiệt sức, khóa ánh sáng không chính xác, nhưng đang đánh nhà đến từ vị trí Green Sky Elite. Họ không đánh nhà được, bắt đầu quay ngược ra trong pha giao tranh này, đẩy lui toàn bộ đội hình. Đội hình của Yugen vào hơi sớm, nhưng may mắn là cô vẫn thoát được về. Minaka bị đẩy lui ra khỏi giao tranh, Yugen bị giữ chân, bị hạ gục bởi đó là Lawis. Chiến công đầu không, đó là hai mạng hạ gục chia đều cho cả hai bên. AA bị bổ và AA là người chơi đi rừng. Green Sky Elite đã nằm, con rồng đang nằm rất chắc trong tay đến từ War Elephant, nhưng đường trên đang đẩy cật lực đến từ Helger. Đấy kịp hay không, tình huống đánh trả ra vô cùng mà tốt với cái chiêu cuối trời sập bắt được vào người của Yugen. Nhưng và mà Lawis Ray bắt đầu băng vào, tôi bị bốn thành viên sân đối phương sốc sát thương, mặc dù có chiến cuối Gia nhưng không thể hồi phục được. Nhưng có câu vẫn thời gian để con rồng nó quay ngược trở lại và hồi máu. Và đây sẽ quả thật AA tới. AA có thể thôi rồi, dòng này vì lượng sát thương là cực kỳ lớn và vẫn quyết định là truy đuổi, nhưng là một tình huống truy đuổi sai lầm. Lawis quay ngược trở lại làm choáng chính xác và chống chịu đủ lượng sát thương để gỡ về hai mạng hạ gục dành cho War Elephant. 5-2 đang là giãn cách ra, và với việc là mỗi bên đều hài lòng với những mục tiêu của mình, với bên Green Sky Elite họ có con rồng lửa và tiếp tục phát động giao tranh ở đây đứng đầu. Thanh kiếm tiên phong nó hụt đến từ vị trí của Helger, một tiếng kéo chúng ba người đến từ vị trí của God, quyết định quay ngược trở lại đánh. Mỗi bên mất một người nhưng thế đánh đến từ Yugen vẫn đang là rất thoải mái từ tuyến sau. Gambling mất toàn bộ chiêu thức để thoát lui và Minaka, Elysian không dám can thiệp. Đây là thế đánh nghi kẹp thịt dành cho bên phía của Elephant. Hai mục tiêu bị chơi Yiya căng thẳng lửa ra, Yugen không cứu được người đồng đội rồi. AA cố gắng lăn cầu tuyết, hất tung được một người, người chơi cứng cáp nhất trong đội hình đến từ bên phía của Elephant đã phải nằm, người chơi thứ hai đó là Gambling cũng đã phải bỏ lại cái mạng của mình sau một tiếng đánh bánh mì kẹp thịt đến từ bên phía của Green Sky Elite. Có lời về người thì sẽ là cơ hội tấn công rồng rất dễ dàng dành cho War Elephant. Rồng chưa ra
Rồng chưa ra nhưng mà tóc biến lên, khiêu khích lá trắng Durant được hai người chơi sập đáp xuống. Siêu bom Nguyễn Ngọc cũng đã được sử dụng. Tóc biến quay trên kia làm chết được một người. Hai mạng đã có dành cho bên phía của World Eleven. AA ở đây, AA vẫn còn tóc biến. Và khi AA vẫn còn sống thì khả năng cướp đến từ bên phía của DCL là vẫn còn, nhưng AA cách ở trong khoảng an toàn nhất. Câu sấm câu máu combo đầu tiên nó hụt. AA bị câu máu bởi những tình huống sát thương đến từ vị trí của Minaka. Những giao tranh nổ ra đây, sốc ngay lập tức AA phải nằm. Nhưng đây là Helga và thành kiếm trên phong và những tình huống combo bắt đầu lao vào với tạm lửa. Yugen đang xả sát thương sau lúc anh ngừng chạy, Yugen bị trả sát thương lạc vào đâu. Và đây là những bay lên đến từ Illidan, Illidan bị hạ gục rồi. Và Helger không, đó là Yugen đến Griskarit vẫn đang có góc bắn là quá thoải mái. Ray tóc biến quay ngược trở lên lấy được giáp thiên thần của đối phương mà thôi. Lawis tiền đề tấn công và còn Baron trong pha giao tranh này. Gambling cũng như là Lawis là hai người chơi đứng cùng. Yugen một lần nữa, Yugen nhảy thẳng vào đội hình của đối phương, sau đó sử dụng đồng hồ ngưng động, sau đó không còn gì để thoát về, tạm thời cô ấy vẫn sống sót. Gambling tiếp tục là người chống chịu lượng sát thương, cô ấy chống chịu quá lâu trong pha giao tranh. Yugen đâu? Helger bắt đầu combo lao vào. Yugen bây giờ mới sử dụng chiêu cuối bị đẩy văng ra, đó là chiêu cuối gió vừa đến từ phía của Gia. Lawis quay ngược trở lại với trời sập, cô ấy còn giáp thiên thần, cô ấy tự tin chống chịu lượng sát thương cho những người đồng đội. Lawis chưa bị hạ gục, Yugen thoải mái. Yugen mới là người phải nằm. Triple kill dành cho Elysian 07. Cơn mưa Ikathia nó trúng vào con ô tô. Nhưng quan trọng là 4 bão trời sập hơi muộn. Nhưng cô ấy vẫn quyết định lao vào để làm tiền đề cho Elysian bắn. Elysian bắn cháy máy vào người AA. Elysian có mạng hạ gục góp lại. Elysian bay lên với chiêu cuối giữa đội hình của hai thành viên đối phương, sử dụng súng máy quay ngược trở lại bổ. Elysian triple kill dành cho Elysian. Mạng double kill nữa. Helger, Ghost Helger đẩy lẻ đường dưới, hai thành viên biến về kịp thời. Hai đường lịch siêu cấp đã có dành cho Green Sky Elite. Nhưng Yugen được thoải mái bắn. Yugen vẫn là người được bắn nhiều hơn trong giao tranh này, bắt đầu giữ chân với pháo tuyết và bắt đầu giữ chân với đó là bùa đỏ gặp linh. Có lẽ sẽ phải ở lại cho những người đó là World Eleven với những tướng đánh ngược quá hay. Lấn và đây sẽ là quyết sạch dành cho bên phía của World Eleven. Có một mình Yugen mà thôi, không sao, lính sẽ được phòng ngựa đến từ vị trí của Ghost. Người là người phát động giao tranh ở trong pha giao tranh này. AA lăn cầu tuyết đuổi theo, nếu đánh nhau chắc chắn bên phía World Eleven sẽ thiếu người. Yugen đang có thảm lửa bay thẳng vào đội hình cân hai thành viên bên phía đối phương. Sau đó Yugen quay ngược trở lại với những người đồng đội. Yugen còn sống sót, siêu bom địa ngục chưa đủ, trời sập và trời sập đánh ngược trở lại đến từ bên phía Wolverine. Lawit đang rất cứng cáp. Ray tiếp tục là người nằm đầu tiên trong đội hình. God vẫn đang chống chịu, thanh kiếm tiên phong bắt đầu có những tình huống đập kiếm. Elysian sống sót, Elysian không bị chơi và Yugen mới là người được chơi. Đọc một kiểu dành cho Yugen. Yugen nên bình tĩnh rồi quay ngược trở lại đi. Yugen chỉ nằm xuống hào cục trong pha giao tranh này, đúng là như vậy. Chiến thắng dành cho Riskerit. Helger tiếp tục combo, Helger mất đồng hồ ngưng động, Ghost đang cố gắng thoát lui nhưng chỉ còn một mình Ghost mà thôi. 2-0 dành cho Green Sky Aries. Chắc chắn rồi, đường nào mà họ muốn, họ sẽ chọn khu vực đường dưới khi mà đội lính đã tiến vào. Yugen quay ngược trở lại với đôi cú dịch chuyển và sẽ là hai. Có khi mà liên tục bị Yugen cùng với Zia Harad vào. Rồi, một tình huống đánh ngược trở ra, Yugen mất chiến công đầu, mạng hạ gục dành cho Yugen. Yugen cũng nằm, nhưng tôi quyết tâm lấy được mạng của đối phương. Cũng khá là khó cho Ray trong tình huống rồi, và để xem là Green Sky Wick họ sẽ làm được những gì khi mà Ghost đã bay xuống khu vực giữa băng trụ. Sứ giả cây nước tự thảo khu vực đường giữa với khả năng phòng thủ của Gambling cùng với đó là Wick có vẻ như là hơi yếu thì phải, và thậm chí là Wick đã phải lên bảng đếm số. Gia thì làm quá hay với con bài Rakan, thậm chí có đấm chết được vị trí của Gambling. Hai Elysian đang có một tình huống con đường tăm tối để thoát về nhưng gặp ngay mũi tấn công đến từ vị trí của Yugen và bị khiêu khích bởi bộ pháp thần tốc. Elysian bị hạ gục, đó là killing spree dành cho AA. Gambling còn 1/3 lượng máu và bị bắn rất đau đến từ vị trí của Yugen. Yugen có mạng, người ở lại đó là vị trí của Ray. Ray vẫn đang thi đấu như một fighter ở trong trận thi đấu này dành cho những người đồng đội của mình, chọn rất là sau cùng nữa. Và đây là thôi đi rồi, đi rồi, đánh một mất đồng hồ không đã mất kết án nhưng không dính được ai vào tường, lăn lộn được tạm thời đi và vẫn có những khả năng hồi phục. Lao đến với bài vàng và chiêu cuối đến từ vị trí của Ghost, tạm thời cứu sống sót được Elysian, án tử chính xác nhưng không còn quá nhiều lượng máu. Thậm chí tốc biến lao lên trời đến từ vị trí của Helger rất quyết đoán và hổ báo, bộ pháp tấn tốc lao vào khiêu khích được rất nhiều người. Sau đó Gambling là người đầu tiên phải nằm, pháo tuyết được dựng lên đến từ vị trí của AA. Elysian bị án kết án vào trụ, sau đó Elysian bị giữ chân tuyết đỉnh băng giá được sử dụng vũ điệu cá sấu. Helger có mạng, Helger còn châm máu double kill dành cho Yugen. Jaya bắt được một người, đó là vị trí của Lawis. Lawis sử dụng phản đòn nhưng quá nhiều hiệu khống chế ở đây. Lawis là triple kill dành cho Yugen. Rất cứng cáp ở đây, Gambling là người bị giữ chân. Gia và đó là AA tiến vào rất sâu. Nockskin đứng chặn đầu, bay vàng chính xác vào người của AA, dồn sát thương. AA bị hạ gục rồi, đó là mạng hạ gục dành cho Elysian. Rất tốt, Ghost cũng đã phải nằm sau một tiếng sấy thanh trừng đẹp đến từ vị trí của Yugen. Yugen vẫn đang truy đuổi vị trí của Elysian, rất quyết đoán và hổ báo. So súng hay sao, bắn thoải mái đến từ vị trí của Ven. Ven mất đồng hồ, quay ngược trở lại với ba người, bắn vào con đá. Sau đó tốc biến thoát qua bên kia gặp Helger. Ven đang không giữ được bình sự bình tĩnh. Elysian có một pha xử lý quá fail với Ven trong pha giao tranh vừa rồi. Triple kill dành cho Yugen. 9-1.
quá nhiều sát thương ở thời điểm này. Gambling bị hất tung lên, sau đó bị bộ pháp thần tốc tốc biến đuổi theo. Chiya đang rất quyết tâm có phản đòn để tránh ra tình huống khiêu khích đến từ bên phía đối phương, nhưng dồn sát thương vẫn là quá mạnh. Đến từ sức sát thương đến từ vị trí của Yugen, có thể xả ngược trở ra án tử chính xác. Lưỡi hái xoáy Helker còn một lượng máu đủ an toàn để thoát về và quay ngược trở lại với cú hất tung hai người. Zone combo, Helker có mạng hạ gục liên tiếp của mình. Yugen bây giờ mới tới, Elisen là mục tiêu được lựa chọn bắt đầu bằng Elisen bên đường Riskarit. Elisen không chơi bắt quá triệt để Jiya phải nằm, nhưng tạo tiền đề quá tốt để cho những người đồng đội. Và tình huống vừa rồi đó, một pha băng trụ của Riskarit và họ mất hai. Đây Elisen đứng quá cao, tại sao tiếp tục bị bắt rất nhiều những cú tốc biến thẳng mặt của Elisen luôn. Xây thành chừng double kill dành cho Yugen, người thứ ba đang bị hất văng lên, đó là Gambling đánh hạt thông, ui không đánh được hạt thông đổ đánh người và bị nằm. Thôi, sức sát thương của Yugen tầm này thì và có mạng hạ gục ở đó, hai điểm hạ gục đơn giản dành cho Skyrim, và họ đang có thế lính tràn vào đường giữa. Hất tung tiếp tục là rất hay đến từ Jiya, lăn cầu tuyết vào bằng hai trụ của đối phương, đó là AA quay ngược trở ra và đang có xoắn quẩy đến từ vị trí của Nokskin và vẫn chống chịu được. AA chân máu, đường lính siêu cấp đã có dành cho Skyrim, lính vẫn còn, họ muốn kết thúc cầu tuyết. AA đang cố gắng hất tung được Nokskin lên, hất tung thành công nhưng không có nhiều sát thương. Pháo tuyết, Ghost vẫn sống sót. Lính tiến vào, Helger bảo tôi muốn vô địch rồi. Và chức vô địch nội dung đồng đội nữ giải đấu Live Fanpage Liên minh Hình thái Tốc Chiến Esports và những subscribe kênh YouTube Liên minh Hình thái Tốc Chiến để cập nhật những tin tức thú vị và theo dõi giải đấu Icon CDC.